người xong chưa? Dạ xong rồi. Ủa mẹ ơi, hôm nay mình đi tham quan đâu vậy mẹ? Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan ở vườn chim. Rồi là cho cá lá vọng nè, rồi cá la hán nữa. Ơ, cái gì mà cá la hán? Thì mình nó lộn, nhưng mà nói chung á nha, là mình sẽ làm thật là nhiều món ngon từ cá luôn. Ủa mà siêu nhân với lại cánh cam đâu à? Mình không có biết. Thôi bây giờ tụi mình về chạy đi, rồi sau đó tìm hai bạn đó ha. Đi. Ha.
sâu rồi con. Ý sẽ nhớ cái cánh cam về kìa. Cánh cam kìa. À mấy bạn. Ủa mà sao siêu nhân buồn quá vậy? Mấy bạn chồng mình không nói chuyện. Thôi mấy bạn đừng có chồng siêu nhân nữa. Nè siêu nhân, mình có cái này cho bạn coi nè. Bảo đảm bạn coi xong bạn hết buồn luôn. Wow. Ôi Dành ơi, bước câu được một con cá. Bả chào bứa bự chào bá kìa mấy bạn. Ủa? Ủa? Ê có chuyện gì vui vậy? Thầy thầy thầy. Gì hả? Bước câu được một con cá bự chào bá kìa thầy. À nhìn con cá vàng nè. Mấy con thấy hai vây của bạn ấy không? Rất là săn chắc luôn á. Đúng rồi á thầy. Ừ. Ủa mà thầy ơi, sao bạn cá có vây mà tụi con không có vây vậy thầy? Đúng rồi đó thầy. Giống như là cái mái chèo của mình vậy đó. Vây của bạn ấy sẽ giúp cho bạn ấy giữ được thăng bằng trong nước và sẽ giúp cho bạn ấy di chuyển rất dễ dàng trong môi trường nước đó các con. Nhưng mà nếu như mà ở trên cạn làm sao mà bạn ấy sử dụng được, đúng không các con? Ủa thầy ơi thầy, nhưng mà thầy con thấy bạn có vàng không có bao giờ ngủ hết trơn á, lúc nào bạn đó cũng mở mắt hết trơn á. À mấy con biết sao không, thực ra loài cá cũng có thể ngủ như là chúng ta vậy đó, nhưng mà loài cá có một đôi mí mắt trong suốt nên chúng ta không thể nhìn thấy bạn ấy ngủ được. Các bé biết không, ngoài ra các chú cá vàng còn có thể giúp được chúng ta bắt những con bọ gậy, ngăn chúng trưởng thành thành các con muỗi truyền bệnh đó các bé. Vậy á thì bây giờ chúng ta sẽ bắt chước bạn cá vàng nha. Nào các bé hãy cùng thầy và các bạn nhỏ nhảy múa và làm theo bạn cá vàng nha. Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước, bơi lên làm xuống, cá vàng múa tung tăng. Hai vây xinh xinh, sao mà bơi nhanh thế? Cá vàng thấy bò gầy nên đuổi theo rất nhanh. Cá vàng bắt bò gầy cho nước thêm sạch trong. Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể. Cũng đẹp. 1, 2, 3. Ơ sư nhân đồng hồ ra. Sư nhân bị rồi. Chắc là bạn thằng nào bị đứt
một cái đuôi dài nè. Cái bệnh thì mình đau lắm không á? Không sao đâu siêu nhân. Mẹ mình nói nha, bạn thằng Lần có một cái đuôi dài ớ là dài vậy luôn nè. Nếu như mà đứt một cái đuôi thì sẽ mọc ra một cái đuôi luôn á. Siêu nhân hết giận chưa? Mình dính không vậy? Ây, chà cánh cam, chà cá bồ. Hồi nãy siêu nhân giận á, là mình không có chơi nữa đâu nha. Bây giờ siêu nhân hết giận nha, hết giận nha. Đúng rồi đó, siêu nhân hết giận nha. Ừ, mình hết giận đó. Siêu nhân cười là siêu nhân hết giận rồi nè. Đúng rồi đó. Bây giờ tụi mình chơi một trò chơi đi. Chơi gì nữa? Trò chơi này là như sau nè. Các bạn sẽ ôm vào em mình, rồi sau đó tụi mình sẽ đi, rồi tụi mình sẽ đọc thằng Lằn đứt đuôi, thằng Lằn đứt đuôi, ái chà chà, ái chà chà. Và sau đó sẽ có một cái đuôi rụng xuống.